Hello, Minh ô tô xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em mới lấy về một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2006, đăng ký lần đầu 2007. Con này là form mới rồi nhé các bác nhé. Con này rất đẹp. Sản xuất 2006 nhưng mà đăng ký lần đầu 2007. Em xin nhắc lại, đây là mẫu Toyota Vios 2006 bản 1.5. Sau đây em xin mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Thứ nhất ta xem toàn bộ phần sơn si bên ngoài. Con này em khá bong bẩy, em mới đi về nên chưa rửa ráy gì nên là hơi bẩn một chút các bác ạ. Các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Con này cực kỳ đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Thì tội là bánh biết là hơi bẩn nên mà chưa rửa ráy gì nó thế thôi. Con này là bốn bánh là la răng đúc hết rồi, lớp viết ngon lành luôn. Nhìn từ phía sau của chiếc xe con này cũng khá là đẹp các bác ạ. Form xe còn nguyên, không bị đâm đụng ngập nước hay là thủy kích gì. Bốn bánh la răng đúc hết. Con này khá là đẹp. Khá là trường xe. Các bác mua này về sử dụng gia đình quá yên tâm. Hợp lý, hợp túi tiền đúng không ạ? Bản 1.5 chỉ 6 lít rưỡi cả trên 100 cây. Ơi cho các bác xem từ đầu cái xe xuống. Còn tính chất form xe phải không ạ? Rất đẹp đấy, rất đẹp xe. Toyota Vios. Con này nội thất hoặc là máy móc của nó khá là chất, nội thất sạch sẽ luôn. Sơn si của ngoài đã không chê đâu được rồi các bác cũng ạ. Rất lành xe, dòng Vios rất lành, phụ tùng dễ thay mà cũng rất rẻ. Thương hiệu của Nhật Bản, mẫu Toyota Vios thần thánh của Nhật Bản đây, được ví như là thần thánh nhỉ. Đây cái táp ly của cửa ấy, các bác xem rất đẹp luôn, táp ly bên kia đúng không ạ, rất mới luôn. Con này nội thất thì không chừa đâu được các bác, trần nguyên bản với trần lý. Đây màn hình mình thấy đầy đủ hết, cái phần táp ly của chiếc xe cũng rất ngon luôn. Tập lô tập ly rất ngon, các bác xem tập ly cứng luôn, ghế gỗ sạch sẽ luôn. Các bác xem này khỏi chê luôn. Đây, các bác xem ở đây cái đinh bấm chốt cửa vẫn khá là mới đúng không ạ, rất là mới. Đây, các bác xem luôn. Đây. Con này không tí mục mọt thì các bác nhé, tắp ly cửa rất ngon luôn, gầm rất mới luôn. Em mời các bác cùng em xem khoang máy động cơ. Em sẽ lỗ máy cho các bác xem cái máy của em nó. Đây là chiếc kính này đúng không ạ? Trơn tru lắm các bạn ạ. Rất trơn tru. Không biết là mua về không làm gì ạ. Các bác xem không làm gì đâu. Phần tắp ly đã biết rất là ngon. Các bạn cùng em xem động cơ phần máy. Con này máy cũng chê đâu rồi các bạn. Các bác xem từ cái lắm tay mở cửa đã ngon. Con này máy móc thì không chê có một cái điểm gì. Máy móc quá chất. Cám dài. Đây các bác xem, mở ra đã sướng rồi. Chỉ từ cái capo, nắp capo thôi, sạch tinh luôn. Không còn nguyên những cái đinh bấm này. Các bác xem, còn nguyên đinh bấm nhé. Nó chỉ zin 100% luôn. Con này toàn bộ bốn cánh và đầu đít là keo chỉ zin hết các bạn. Để các bác xem này, keo chỉ zin hết, zin 100% luôn, zin hết luôn.
máy móc con này không phải trêu đâu nữa rồi, để các bác xem sạch sẽ rồi thì máy thì êm ru luôn. Như các bác xem máy kêu êm ru luôn, không nghe tiếng gì cả, đúng là một mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản từ xưa nay vẫn là đẳng cấp phải không ạ? Mặt đèn rất là sáng, sáng sủa luôn. Đấy, các bác xem nghe tiếng máy đã thích rồi. Con này đường cao tốc cứ chạy 120, 150 không tiếng rung luôn, điều hòa mắt lạnh luôn, tính chỉ điện hết, màn hình hết đầy đủ. Đấy. Em xin nhắc lại nhé, đây là mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2006, thương hiệu của Nhật Bản, bản 1.5 chỉ 6,5 lít trên 100 cây cả điều hòa. Vậy bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em, hoặc ở xa có thể là bán cọc chiếc xe này, chờ người đẹp là nhận xe. Chiếc xe này khá là ngon, khá là chất các bạn ạ. Mua hôm nay về sử dụng gia đình quá yên tâm rồi. Em chưa rửa giấy gì nên nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng mình đánh bóng rửa giấy đây là sạch sẽ ngon lành hết. Dạ vâng, các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh để có thể xem những video mà em cập nhật mới nhất về theo ngày tháng, đúng không ạ? Nếu thấy hay hãy chia sẻ giúp cho mọi người cùng xem, hãy để một like, hãy nhớ ấn nút thông báo để có thể xem những video mà em cập nhật mới nhất, các bác có thể xem được luôn. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.